Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thăm tặng quà các đối tượng chính sách. Kéo dài thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023 đến cuối tháng 2. Nhiều hộ dân ở vùng cao Bắc Hà lựa chọn gìn giữ nét văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập. Một trận lở tuyết xảy ra tại Tây Tạng, Trung Quốc khiến 8 người thiệt mạng, nhiều người vẫn còn mất tích. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 19 tháng 1, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà gia đình người có công ở xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm chúc Tết gia đình ông Đỗ Viết Lưu, sinh năm 1958 ở thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật trên 81%. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của thương binh Đỗ Viết Lưu và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, tri ân những đóng góp mất mát hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn ông Đỗ Viết Lưu và các gia đình thương bệnh binh tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước đó, tại huyện Bát Sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm tặng quà Tết cho 5 đồn biên phòng, tặng quà Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phìn Ngan, Trung Lèng Hồ, ủy quyền địa phương trao quà cho 2 cụ tròn 100 tuổi tại xã Quang Kim và Dền Thàng, trao quà cho 2 gia đình thương binh tại xã Quang Kim, Trịnh Tường. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình Liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2023, ngày 19 tháng 1 tại Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã diễn ra giao lưu báo chí giữa các cơ quan truyền thông tỉnh Lào Cai, tỉnh Lai Châu, Việt Nam với các cơ quan truyền thông Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại buổi giao lưu, đoàn đại biểu các cơ quan truyền thông Châu Hồng Hà bày tỏ vui mừng được sang thăm và giao lưu báo chí với các cơ quan truyền thông của tỉnh Lào Cai. Vui mừng trước những kết quả đạt được trong quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển giữa tỉnh Vân Nam với tỉnh Lào Cai và Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới hai nước. Các cơ quan truyền thông Châu Hồng Hà mong muốn, thông qua giao lưu báo chí lần này, hai bên sẽ cùng trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động báo chí. Đại diện các cơ quan truyền thông tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu đã thông tin khái quát về nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động báo chí của từng cơ quan. Mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí hai bên sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hợp tác cụ thể đã ký kết. Trọng tâm trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy giao lưu qua lại nhân dân giữa hai biên giới. Thúc đẩy khởi động lại các chương trình hợp tác về du lịch, nông nghiệp, bảo vệ môi trường khu vực biên giới. Tiếp đó, đoàn đại biểu các cơ quan truyền thông Châu Hồng Hà đã thăm tìm hiểu về quy trình tổ chức sản xuất các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Theo văn bản số 251 ngày 18 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023. Theo đó, kéo dài thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2023. Các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch số 398 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023. Theo kế hoạch này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các huyện, thị xã tuyển 654 chỉ tiêu. Đối tượng là người có quốc tịch Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng nước và việc thu tiền nước sạch từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở nông thôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao quản lý tài sản hạ tầng cấp nước sạch nông thôn, rà soát tổng hợp các danh mục công trình cấp nước tập trung hư hỏng xuống cấp,
Người dân có nhu cầu sử dụng cao đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn lực sửa chữa, nâng cấp, nghiên cứu tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2023. Các địa phương quán triệt nghiêm túc việc quản lý khai thác và triển khai thu tiền sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo quy định. Từ năm 2023, thực hiện giao kế hoạch thu chi tiền sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn cùng với giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị quản lý. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, các y bác sĩ, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Bát Sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin của bà con các dân tộc trên địa bàn. Với địa bàn có tỷ lệ dân số đông, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được xác định là mục tiêu quan trọng nhất của trạm y tế xã Quang Kim. Từng cán bộ, nhất là các đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh. Cán bộ, nhân viên y tế ở đây rất là quan tâm đến bệnh nhân ạ. Tôi rất là an tâm khi mà đến đây ạ. Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình ạ, luôn luôn gần gũi với bệnh nhân ạ, nâng cao trách nhiệm, luôn luôn tự học hỏi về nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ nhân dân ạ, luôn có thái độ niềm nở trong khi tiếp xúc với bệnh nhân ạ. Năm 2022, trạm y tế xã Quang Kim khám bệnh cho gần 11.000 lượt người. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ trạm đã xuống thôn, bản giám sát, tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng chống dịch bệnh, tiêm vaccine. Với nhiều nỗ lực, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 của địa phương đạt trên 98%. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tôi là một bí thư chi bộ cũng là trưởng trạm y tế thì phải gương mẫu đi đầu các trong các phong trào để triển khai đến toàn thể cán bộ và nhân viên trạm y tế. Các công việc ta phải thường xuyên lúc nào cũng tận tâm tận tụy đến công việc. Học bác gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đã phát huy được hiệu quả công việc của tất cả các phòng, ban và 21 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ những cái chỉ đạo về cái học tập và làm theo tấm gương của bác, toàn bộ cán bộ, nhân viên chức và đảng viên của Trung tâm Y tế huyện Bát Sát đã triển khai cái việc này đến toàn thể cán bộ thì cái chất lượng về khám chữa bệnh và hai là sự hài lòng của người dân được nâng lên. Cụ thể như là về phía khám chữa bệnh tôi đặt chỉ tiêu được giao của tỉnh là 100%. Và đối với người dân thì trong cái năm 22 so với những năm trước thì không có phàn nàn, không có thắc mắc gì, không phản ánh gì về ảnh hưởng về tư cách đạo đức nhân phẩm của người y tế đối với nhân dân. Với sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bát Sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Để giúp người tiêu dùng có những ngày Tết vui tươi an toàn, bảo đảm sức khỏe, ngành y tế đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động của ngành y tế chủ yếu tập trung vào truyền thông thay đổi nhận thức, hành vi đến các đối tượng sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở, trang thiết bị, vệ sinh cá nhân người sản xuất, chế biến thực phẩm, quy định nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh đã thành lập 146 đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra 1.688 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đã xử phạt 5 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án để chủ động cấp cứu và điều trị, xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Cùng với hoạt động tình nguyện, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ đoàn trong tỉnh vận động tuổi trẻ tích cực đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn. Năm 2022, cấp bộ đoàn tổ chức 60 buổi tuyên truyền cho hơn 1.400 đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các chi đoàn văn hóa. Thông qua sinh hoạt chi đoàn và hoạt động tình nguyện tại cơ sở, vận động đoàn viên, thanh niên nông thôn đi đầu trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thực hiện tiết kiệm văn minh trong việc cưới, việc tang. Bên cạnh đó, duy trì các câu lạc bộ như câu lạc bộ hát then xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, câu lạc bộ khèn Mông Bắc Hà, làm phong phú hoạt động đoàn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu niên nông thôn.
Kinh doanh dịch vụ du lịch homestay đang được nhiều hộ đồng bào dân tộc ở vùng cao Bắc Hà lựa chọn, vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống, vừa góp phần nâng cao thu nhập. Trải nghiệm loại hình du lịch này, du khách không chỉ được khám phá thiên nhiên mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo và các món ăn dân tộc. Ngôi nhà này được chị Triệu Thị Mấy cải tạo làm homestay đón khách du lịch. Không gian được trang trí tô điểm bằng trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc. Trong không gian núi đồi, cỏ cây, hoa lá, homestay của chị Mấy ngày càng được nhiều khách trong và ngoài nước lựa chọn trong hành trình trải nghiệm khi đến với Tả Văn Chư. Đến Bắc Hà hoặc là lên đến bản em thì mọi người đều có thể là được đi vào thăm từng cái gia đình trong bản, dân bản trong bản địa này, và có thể là cùng được xem và quan sát cái cuộc sống của dân bản. Năm nào thì cứ cách độ một năm là mình đến, vì là mình thấy ở đây là có một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Rồi khung cảnh này, rồi các món ăn rất là tuyệt vời, và nên là tất cả hội của chúng mình lựa chọn. Tại Tà Trải, mô hình tổ liên kết kinh doanh du lịch cộng đồng cũng thu hút nhiều chủ homestay. Tham gia tổ liên kết, các thành viên không chỉ bán được những sản phẩm của gia đình làm ra như thổ cẩm, bánh chưng đen, gà bản, cốm tươi, mà còn cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm làm du lịch tốt hơn. Có những cái mà chúng tôi chưa biết thì chúng tôi có thể học hỏi những cái chị khác. Ví dụ như các chị có nhiều kinh nghiệm hơn thì các chị có thể chia sẻ cùng nhau, để mà cùng ngồi với nhau để tham khảo những cái cách làm của mỗi nhà. Dịch vụ homestay không chỉ nâng cao thu nhập mà còn giúp người dân giữ gìn, khai thác, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là cách để Bắc Hà khai thác phát triển du lịch xanh, bền vững. Chúng tôi đang đề xuất với tỉnh để ban hành xây dựng một cái đề án phát triển Bắc Hà trở thành khu du lịch đặc sắc. Thì trong đó chúng tôi xác định danh mục các cái sản phẩm du lịch đặc sắc, và từ đó thì chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để phát triển các sản phẩm này thực sự trở thành sản phẩm đặc sắc để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Bắc Hà. Tỉnh Lào Cai hiện có trên 430 homestay. Từ đầu năm 2022 đến nay, các homestay đón hơn 1,3 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các tour du lịch. Với mục tiêu phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc, Bắc Hà cũng như các địa phương trong tỉnh đang có những bước đi vững chắc, đưa du lịch cộng đồng trở thành thế mạnh để phát triển kinh tế. Tiếp theo chương trình, cùng đến với ngôi làng đàn ông may áo dài ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Thêm nhiều khám phá thú vị về nền văn minh Maya sẽ có trong phần tin quốc tế. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc tăng cường công tác kiểm định dịp Tết. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay công tác kiểm định xe cơ giới trên cả nước đang gặp nhiều khó khăn. Lượng xe đến các trung tâm đăng kiểm rất đông, gây ra ùn tắc, làm ảnh hưởng đến hoạt động đời sống xã hội, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Hiện Lào Cai đang có 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 5 dây chuyền kiểm định. Lào Cai cũng đang xếp trong top 10 tỉnh thành có tỷ lệ hộ dân sở hữu xe hơi nhiều nhất cả nước, với tổng cộng khoảng 35.000 chiếc. Với năng lực của các trung tâm hiện có, Lào Cai không có hiện tượng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Việc đăng kiểm xe được tiến hành thuận tiện, nhanh chóng. Làng hoa Lây ơn tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang nhộn nhịp vào chính vụ thu hoạch, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại các nhà vườn, nông dân cùng thương lái đang tất bật thu hoạch, vận chuyển, đóng gói để kịp cho những chuyến xe chuyển ra thị trường phía Bắc và các tỉnh miền Trung. Khảo sát tại một số nhà vườn, mấy ngày nay giá hoa duy trì mức ổn định, dao động từ 32 đến 50 nghìn đồng một bó 10 cành. Cao điểm trong 2 ngày qua, giá đã lên từ 60 đến 70 nghìn đồng một bó 10 cành. Với mức giá này, người nông dân sẽ thu về khoảng 50 triệu đồng trên 1.000 mét vuông khi đã trừ hết các chi phí nhân công chăm sóc. Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km có một ngôi làng nổi tiếng với nghề may áo dài truyền thống. Ngôi làng này còn được biết đến với tên gọi làng đàn ông may áo dài bởi truyền thống truyền nghề cho con trai. Đó là làng Trạch Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Theo sử sách ghi lại, nghề may áo dài bằng lụa tơ tằm ở ngôi làng này đã có tuổi đời hơn 1.000 năm. Đến nay, người dân Trạch Xá vẫn lưu giữ kỹ thuật may áo dài thủ công toàn bộ, từ việc cắt cho đến khâu áo. Đặc biệt, cầm kim tay dọc là kỹ thuật bí truyền tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm nơi đây. Những nơi có lễ hội lớn, nhà này mượn đến may áo cho gia đình, xong những nhà khác thấy may khéo thì lại tiếp, có nghĩa là đi có thể đi từ đầu năm đến cuối năm, về ăn Tết mới về nhà.
thì không thể mang con gái đi được. Đấy cho nên là người ta mới bảo cái làng chỉ truyền nghề cho đàn ông. Ngày nay, tục truyền nghề cho con trai ở làng Trạch Xá đã được xóa bỏ. Nghề may áo dài truyền thống được truyền lại cho con gái, con dâu và thậm chí là bất cứ ai muốn học và làm nghề. Đấy. Học nghề lại cũng khó ạ, tại vì cũng bị mất một thời gian để cầm kim ạ, một tháng ạ. Nhưng mà em vẫn muốn học ạ, tại vì em yêu thích nghề này. Sẽ cho một số lao động là có tay nghề, sau đó là hướng dẫn và truyền dạy cho những lao động là có nhu cầu về phát triển nghề may truyền thống. Sau hơn 1.000 năm tồn tại và phát triển, trải qua những thăng trầm lịch sử, các thế hệ người dân Trạch Xá vẫn miệt mài gìn giữ, phát huy và khẳng định thương hiệu áo dài Trạch Xá, đồng thời góp phần tôn vinh truyền thống văn hóa của Việt Nam, vẻ đẹp của con người Việt Nam thông qua tà áo dài. Tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra lời khẳng định này bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết có nhiều lý do để tin tưởng rằng Ankara sẽ thông qua việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Trước tiên, vì Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các đồng minh NATO đã nhất trí mời hai nước này tham gia liên minh trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7. Ngoài ra đến nay, 28 trong số 30 thành viên NATO đã thông qua việc gia nhập này. Đây là tiến trình gia nhập nhanh nhất trong lịch sử hiện đại của NATO. Theo ông Stoltenberg, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có một số lo ngại an ninh liên quan đến vấn đề này và đang được giải quyết thông qua các cuộc thảo luận cũng như biên bản ghi nhớ giữa các nước. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản, duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0%. Dù nâng dự báo mức tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản không bao gồm biến động giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống trong tài khóa 2022, kết thúc vào tháng 3 năm 2023 thêm 0,1 điểm phần trăm lên 3%. Trong tháng 11 năm 2022, CPI cơ bản của Nhật Bản tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp chỉ số này ở trên mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương. Một trận lở tuyết xảy ra tại thành phố Ningxi, phía đông nam khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến 8 người thiệt mạng. Hiện vẫn còn nhiều người mất tích sau vụ lở tuyết này. Theo giới chức Trung Quốc, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích. Các đơn vị cứu hộ khẩn cấp cũng đã huy động gần 250 nhân viên và 70 phương tiện cùng hàng trăm thiết bị đến hiện trường để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Chính phủ Trung Quốc cũng cử nhóm chuyên trách giám sát hỗ trợ công tác này. Thành phố Ningxi nằm ở độ cao hơn 3.000 mét so với mặt nước biển, được bao quanh bởi các núi tuyết và được mệnh danh là Thụy Sĩ giữa lòng Tây Tạng. Hàng năm thu hút hàng triệu du khách đến tham quan. Tuy nhiên, khu vực này cũng thường xảy ra lở tuyết. Gần 1.000 khu định cư của người Maya cổ đại, bao gồm hơn 400 thành phố, được kết nối bởi một mạng lưới đường cao tốc đầu tiên trên thế giới, đã bị che khuất hàng thiên niên kỷ bởi những khu rừng rậm ở phía bắc Guatemala và nam Mexico. Phát hiện đã khám phá ra các trung tâm của nền văn minh Maya 3.000 năm tuổi cùng các cơ sở hạ tầng liên quan. Phân tích mới nhất còn tái hiện được hệ thống đường cao tốc hoặc siêu cao tốc bằng đá rộng lớn đầu tiên trên thế giới cổ đại, có chiều dài 177 km, rộng 40 m và cao hơn mặt đất tới 5 m. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã xác định được các kim tự tháp, sân bóng và các công trình cấp nước quan trọng như hồ chứa, đập và kênh tưới tiêu. Chào đón Tết Nguyên đán 2023, những chú mèo tạo hình bằng bonsai dừa mini với đủ loại kiểu dáng độc đáo đã được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Một góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn những chậu bonsai linh vật mèo biểu trưng cho năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.